Xin chào cả nhà đã xem và ghé qua kênh của Minh Vlog của mình. Dù không thể làm nên bất ngờ tại chung kết cuộc thi bóng đá nữ ở công ty Tata Logic, nhưng đội bóng đá nữ của Lai 27 và Lai Tung Ten cũng đã cố gắng hết sức và chơi hết mình, đặc biệt là chơi rất vui vẻ. Nói thật lòng, tuy làm công ty hơn 15 năm, nhưng lần này là lần đầu tiên mình tham gia công an bóng đá nữ. Lúc đầu hành lập nhóm để tham gia với tinh thần vui là chính, nhưng kết quả hơn cả sự mong đợi, đó chính là lọt được vào vòng chung kết, ai cũng vui và khá là bất ngờ. Ngày đá banh chung kết nữ của công ty Data Logic là ngày 10 tháng 4 năm 2024, sẽ diễn ra lúc 8 giờ. Hiện tại bây giờ là 7 giờ 50. Đây là vườn cây xanh của công ty Data Logic của mình đó các bạn ơi. Đội của nhóm mình là Lai H07 mặc áo màu cam, còn Lai Tung Ten là mặc áo màu xanh lá cây. Tuy đã ở vòng chung kết này không đủ 10 người do một số bạn bận việc nhà, bận con nhỏ, nên sẽ có qua một số bạn đá hai lần, nhưng mấy bạn cũng đá rất là nhiệt tình và rất là vui vẻ. Sao này không làm được công ty, lâu lâu mở ra coi. Nghe nha. Chứ sao vậy, hai đội này cũng có tiền à. Chị Sương, mở ra coi chứ trời. Không chị trời. Sơn nhìn mặt cắt mắt à. Mai đâu có đem son theo. Đè son nè, em nè chị. Có kiếm không? Nhưng mà một hồi cũng đeo khẩu trang có thắng ra đâu. Để lát chụp hình, lát chụp hình. Lấy tôi cổ vũ hết. Kim Anh ơi, Kim Anh. Hai đội. Kim Anh mở khẩu trang ra kia Kim Anh. Đâu. Thôi em xấu lắm. Xấu đã quay rồi. Xấu cũng dính. Ê nó ghê nè nha, mình chơi mặt khẩu mình đưa đây sau mở. Để cái đâu, có thấy đâu. Ý là của camera. Camera hả cha ơi. Nói chung là làm cái mặt nó tươi tắn dưới thôi. Cố lên. Thôi để trước đá em ơi. Đá đúng rồi, đá nhiều quá, lát nó mấy cái đầu vô vậy nha, lát nó vô trong cục là nó đá không có được. Lần trước cũng vậy á. Em mà đá chị bắt điểm cho lưng á. Em cứ tưởng tượng thú vị ơi, đá điểm luôn. Ai đá vậy? Chồng hiểu rồi, lát nữa đừng cho đá. Chị ơi, chị em xin quay hình nữa nha. Trọng tài nữ. Đây là trọng tài nam. Hôm nay có băng gôn hả? Ồ, có băng gôn luôn kìa. Dạ, là lát gọi là sáng là cầm này dơ hai bên đứng thôi. Đâu, hai người cầm hai bên thì gọi. Các đội do chụp hình để băng rôn xíu đi. Vậy được rồi nhá. Vậy được rồi chị, đổi 10 người rồi mà. Ủa chị Linh chưa ra hả ta? Cái chị này là nhân vật đặc biệt nè, đến dễ nhất nè. Còn em lên cái cầu thê đi chứ trời. Nhất cái nắp chưa? Trận đấu bắt đầu. Ai đá trước nè? Kiên ơi. Căng quá. Cặp thứ hai. Ủa là vô chưa? Vô rồi. Chị quên. Trời ơi.
Đụng lên nó thì khóc. Hai trái rồi, hai trái rồi phải không? Cố lên chị Linh ơi. Chùm cuối đá dữ trời. Chùm cuối đá dữ vậy. Bỏ con ra cho người ta chiêm ngưỡng nhan sắc chứ. Chưa chưa vô mà. Qua bạc rồi. Qua bạc, qua bạc. Qua bạc. Qua bạc. Qua bạc. Trọng tài là người quyết định. Qua hết không cần. Qua hết rồi. Qua hết rồi. Cái nửa trái mà. Trọng tài trọng tài quyết định các bạn ơi. Chụp chụp chị ơi, có làm gì không? Nói gì? Chưa hỏi, chưa hỏi. Chưa hỏi. Chưa hỏi Nguyệt ơi, chưa hỏi. Chưa hỏi gì? Chưa hỏi chị, chưa hỏi, chưa hỏi. Chưa hỏi. Vô lại đi chị. Cơ hội cho mình đó Nguyệt ơi. Làm cái bàn thắng đẹp coi chị lên lên hình coi. Ôi. Cầm này khớp vậy ra. Hiền ơi, Hiền. Hiền. Lên kìa, lên chụp cút đi Hiền, Hiền. Ủa, ở ngoài bên con bé này chưa ra quên. Yeah. Hay quá. Trường Anh vô chưa? Không, không. Đủ lượt đã. Vậy. Có lên. Rồi. Rồi. Cái gì đó.
Chuẩn sư ơi, tôi ghi hình đó nha, bà đá không vô là ta cười bà đó sư ơi. Chân cố lên Nghi ơi, hay quá Nghi ơi, tuyệt vời. Xích lên Kim Anh, xích lên trên bạch. Xích lên. Hay quá Kim Anh ơi. Nghe ông Quế ra đây.
À, hay quá ý ơi. Thấy rồi mà, thấy hết mà. Hai trái rồi. Ừ. Không có chuyện gì đó không được.
thích lộ diện rồi. Gần như là em kết xin nha. Đó rồi. Đó lên. Rồi bay mặt khổ luôn. Hồi hộp á, rửa sớm sớm người ta tâm lý như lên số tư đi các bạn ơi. Châu dầu, đi châu dầu nha. Đúng rồi. Rộng quá à. Không. Đó là chị hát dấu tên. Số 6. Không sao gì số 4. Cố tình đấy. Cố tình đấy. Cố tình đấy. Ronaldo. Ivanovic. Vậy thôi. Hay là giờ tôi lo cái ý tưởng. Hay quá bốn ơi. Nói như chị là phải cỡ đó chị ơi. Không có chi. Chị đá không có vừa đâu mà chị nói tao đá mạnh rồi. Chào đường mẹ ổng ào. Ngày nào ta cũng luyện mà. Chụp không nổi luôn. Vô đi lượt chín nè kìa. Cái bệnh tâm lý. Hay quá đó, hay quá bạn ơi. Đấu quyết định nha. Cái này quyết định giữ số. Chị quyết định nè. Rồi chụp được cái này đâu ơi. Tập trung đi cháu anh thôi. Ai làm gì làm. Vô đường đá chơi, vô đường non rồi đó.
Hay đợi màu xanh lá được giải nhì nha mấy bạn ơi. Giải tư là đội màu cam. Hai năm một giải rồi, năm rồi giải dễ nhất ta. Năm rồi tên Bia. Bia hả? Bia là bị loại luôn. À. Em đá hai trái không vô nhưng mà chụp được hai trái mà trái không đá được nhưng mà chụp được. Em cũng biết này năm nay đá gì vậy? Ờ, trái của em có bị á. Tôi đúng rồi, tôi không có không có. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi và xem hết clip ạ. À.